kênh Cá Coi đây, và hôm nay chúng ta lại bàn với chủ đề mà muôn thuở, và các bạn chắc có đâu chúng mình thì đều nói về chủ đề đấy là chủ đề đầu tư. Thì có rất là nhiều lý thuyết trong đầu tư, và hôm nay chúng ta sẽ nói về những cái khái niệm cơ bản nhất và những cái tư duy tâm lý đầu tư. Thì nó sẽ cần những cái gì để mà chúng ta có thể thành một nhà đầu tư thành công. Không biết là có thành công hay không, nhưng ít ra là chúng ta có biết vì sao chúng ta mất tiền. Đấy là cái quan trọng nhất. Thì theo cùng đi, thì là những cái yếu tố nào mà khiến chúng ta phải đầu tư sớm? Câu hỏi đầu tiên là ai cũng biết là phải đầu tư sớm, tại sao như thế? Bây giờ như chúng ta cũng đang thấy đó là chỉ cần nói đơn giản đi. Bây giờ chúng ta là một người trẻ đúng không? Khi chúng ta lập gia đình thì chúng ta ai cũng muốn là sẽ mua được một cái ngôi nhà đúng không? Theo những cái thống kê mà chúng mình cũng đang rất là kỳ công và đã đăng chiếu trên màn hình cho mọi người thấy, nghĩa là cái giá nhà ở Việt Nam ấy, bây giờ giá nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh đang lọt vào top 10 ở trên thế giới nếu như so với thu nhập, có nghĩa là giá nhà trên thu nhập ở Thành phố Hồ Chí Minh đang là đứng thứ 10, và chúng ta nhìn thấy nó là còn thậm chí là đắt cao hơn New York, đắt hơn New York, đắt hơn cả London, cả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Và theo như cái thống kê nhất mà bọn mình đang sâu lên cho mọi người ở đây, thì nếu như mà một người ấy mà đi làm, chỉ đi làm không thôi, thì muốn mua nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng mất đến khoảng loanh quanh đâu đó tầm khoảng hơn 30 năm, và ở Hà Nội thì đâu đó cũng là 18-19 năm. Còn nếu như mà bây giờ nếu như mà ai mà có số vốn 30% vốn tự có và đi vay với lãi suất loanh quanh bây giờ đâu đó khoảng tầm từ 6-9% thì cũng mất khoảng tầm 20-25 năm. Như vậy là một con số rất là cao, và nếu như mà các bạn mà không đầu tư thì có lẽ là rất khó để mà có thể sở hữu được một cái ngôi nhà. Đấy, thì trong cái khoảng thời gian đó, nếu như mà chúng ta biết thêm về đầu tư đi, anh lại có thể chia sẻ thêm là nếu như biết thêm về đầu tư thì cái tài sản của chúng ta có thể gia tăng hơn được là bao nhiêu không? Thì giả sử đi, cái câu chuyện là nếu mà bạn mua Bitcoin không làm gì khoảng 3 năm trước, thì bây giờ bạn đã x10 cái số lượng tiền bạn đầu tư, tài sản của mình đúng không? Thì đấy là cái con đường mà khiến tại sao mà ở những một số nước như kiểu là Hàn Quốc, một cái nước mà cũng cái tỷ lệ giá nhà trên cái thu nhập nó rất là cao, thì tất cả mọi người không thể nào mà mua nhà được bằng lương. Mà em có một cái rất may mắn là em đã tiếp xúc với người Hàn Quốc và làm việc cũng như là chơi với họ rất là nhiều. Thì ở bên Hàn Quốc giới trẻ họ có hai cái câu, đó là giới trẻ Hàn Quốc ấy, nếu mà muốn giàu hoặc nếu mà muốn mua được nhà có hai cách. Cách thứ nhất là trúng số. Đúng. Và cách thứ hai đó là đầu tư. Có nghĩa là cái giá nhà, cái giá bất động sản, cái giá trị của họ, cái giá trên cái thu nhập nó là chênh lệch mức quá lớn. Quá lớn. Và gần như mọi người không còn một cái cách nào khác, đó là phải đầu tư. Đúng rồi. Thì ở trong cái thời điểm hiện tại thì anh Tùng thì cũng là mới đầu tư vào thị trường crypto thôi, nhưng mà trước đấy thì cũng biết khá là nhiều về các thị trường khác, bất động sản chứng khoán rồi. Thì thấy rằng là cái hối hận duy nhất của chúng mình ấy là không đầu tư sớm hơn. Đầu tư mẹ từ năm 18 tuổi đi thì có khi bây giờ là ngon mẹ rồi. Đấy là cái câu chuyện mà trải nghiệm cá nhân của bản thân như thế. Thế nên rằng là cái việc mà đầu tư sớm là vô cùng quan trọng. Nhưng mà một cái điều đó là Tư duy để đầu tư và cái kiến thức đầu tư nó là như nào, thì chúng mình đang thấy là mọi người đang khá là thiếu, và thậm chí trên cái thị trường chứng khoán đúng không? Chúng ta thấy có những người không cần biết công ty làm ăn như nào, không biết lợi nhuận ra sao, chỉ cần biết đến ba cái chữ cái. Thì cái này nó là một cái tôi cũng thế mà. Đối tôi cũng vậy thôi. Thì cái này nó là một cái mà rất là nguy hiểm. Thế nên là hôm nay chúng mình sẽ giải thích cho mọi người, cũng như cung cấp cho mọi người các cái kiến thức tổng quan nhất để mà khi chúng ta tham gia vào một cái thị trường, bất kể thị trường gì, từ chứng khoán, bất động sản đến crypto đúng không? Thì anh Đại có thể chia sẻ thêm qua một chút, đó là về cái vấn đề về kiến thức đi, khi mà chúng ta tham gia vào cái thị trường nó cụ thể luôn đi, đó là crypto thì chúng ta sẽ phải chịu ba cái tác động, ba cái rủi ro gì khi mà đầu tư ấy, thì có ba cái yếu tố mà ảnh chính đến cái hiệu quả đầu tư của mình. Thứ nhất là về mặt vĩ mô, những cái mặt mà nó không hoàn toàn liên quan đến thị trường, như các cái clip trước mình có nói là phép tăng lãi suất, nào là tỷ lệ lạm phát, thì như thế là những cái yếu tố mà bên ngoài thị trường. Tuy nhiên thì nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến cái thị trường, đặc biệt là thị trường crypto thì hiện tại. Có thể là một vài năm trước thì chưa, nhưng mà thời điểm hiện tại khi mà nó lớn rồi và các người đầu tư thì họ là các quỹ chứ cũng không phải là cá nhân nữa, thì điều đó cũng là ảnh hưởng rất là lớn. Thứ hai là nội tại thị trường. Thế nên là chúng ta mới lại có những cái phân tích như kiểu là dưới đảo coi đang làm gì, rồi thì những cá mập đang làm gì trong thị trường, market maker đang làm gì. Thì đấy là cái nội tại của cái thị trường. Và cái thứ ba nữa là
mới đến là cái mã mà các bạn đang đầu tư. Có nghĩa là như kiểu là anh đầu tư với Polkadot chẳng hạn, thì anh sẽ phải xem là ở hệ sinh thái Polkadot họ đang làm gì, công nghệ phát triển như thế nào và nhân sự ra sao. Đấy là những cái mà mình cần phải quan tâm. Ba cái yếu tố đấy nó đi từ rộng đến hẹp dần, thì mình phải quan tâm cả ba yếu tố đấy. Và khi mà mình phân tích thì phải ít nhất là được hai trong ba yếu tố nó cùng tốt thì mình mới nên dần xuống lệnh để tham gia đầu tư đó. Thì cũng đúng là như chúng ta cũng đã biết đúng không, các cái mô hình dự báo trước đây mà mới nhất đó là của Plan B đúng không? Đó nào là Bitcoin kết thúc năm 2021 sẽ lên đến hơn 100.000, thì các cái phân tích đó thì đa phần là đều chỉ hướng đến cái yếu tố thứ hai và yếu tố thứ ba, cũng như là nội tại thị trường và chính bản thân cái biến động Bitcoin đó. Và mọi người đang bị bỏ quên đi mất một cái yếu tố rất là quan trọng, đó là cái yếu tố về mặt bên ngoài thị trường, từ kinh tế vĩ mô hay là căng thẳng địa chính trị đúng không, đã ảnh hưởng rất nhiều đến cái thị trường crypto, không chỉ là Bitcoin mà toàn bộ cả thị trường crypto. Và cái thị trường crypto bây giờ của chúng ta thì đang, ngày xưa có vẻ như là nó nằm ngoài cái thị trường tài chính chung, nhưng bây giờ chúng ta đã thấy rõ ràng một điều, đó là cái thị trường crypto bây giờ đang đi theo cái xu hướng chung và nằm trong cái hệ thống đầu tư tài chính. Như anh nói thì là trước đây là hầu như là các cá mập đơn lẻ thôi, nó không phải là một cái đơn vị tài chính nào quá lớn. Bây giờ thì hầu hết là quỹ, mà có nghĩa là các quỹ chơi với nhau, các quỹ các tổ chức chơi với nhau. Các cá mập bây giờ nó cũng là quá bé khi mà so với cá voi. Chẳng hạn bây giờ giả sử BlackRock được vừa rồi là đã đầu tư vào thị trường tham gia USDC, có một tí dính líu Alameda Research nữa, thì với cái số vốn 6.000 tỷ của họ mà họ đổ 1% thôi vào thị trường crypto thì đã khiến cho cả thị trường có thể là sẽ xanh lại được rồi. Đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng là thị trường nó lớn dần, cái tay chơi cũng lớn dần, và khi mà lớn dần thì họ bắt buộc ảnh hưởng rất nhiều các thứ đó. Như BlackRock nếu mà họ bị lỗ một cái mảng nào đó thì họ sẽ không thể tiếp tục đầu tư vào crypto. Đấy, thì cái yếu tố nó là như vậy, và anh nghĩ rằng là nó không thể nào mà ra khỏi được cái kinh tế vĩ mô. Cái một cái yếu tố nữa là về tâm lý đầu tư đi chẳng hạn, thì chắc là Tùng sẽ chia sẻ cái phần này. Khi mà một người mà đã short Bitcoin từ giá rất là tốt nhưng mà cuối cùng lại đến thời điểm này thì đã không còn giữ được lệnh short, đúng không? Rõ ràng là cái tâm lý đầu tư có nghĩa là làm một cái, có vẻ như đó là một cái yếu tố quyết định chính đến cái hiệu quả đầu tư của chúng ta, đúng không? Chúng ta có nền tảng kiến thức phân tích rất là tốt, nhưng một cái tâm lý không vững vàng hoặc là một cái tư duy sai đi, nó sẽ dẫn đến một cái hiệu suất, một cái hiệu quả nó không được như mong muốn. Thì nếu như mà chúng ta đọc qua thông tin một chút thì chúng ta sẽ thấy rằng là đến 90-95% những cái người giao dịch ngắn hạn thì sẽ không có lợi nhuận và sẽ đi vào thua lỗ, sẽ rơi vào thua lỗ. Rõ ràng là chúng ta sẽ rất khó để mà khôn hơn được với thị trường. Nhưng mà nếu như chúng ta có cái về mặt tư duy đầu tư dài hạn, nắm giữ dài hạn, cũng như anh Đại ngay cái phần mở đầu anh đã nói đúng không, nếu như chúng ta không cần làm gì, chỉ cần là mua Bitcoin để trong tài khoản, thậm chí quên password đi đúng không, chúng ta cũng đã có lợi nhuận đến x10, thì rõ ràng là cái tâm lý đầu tư, ít nhất là chúng ta phải có tâm lý đầu tư từ trung hạn cho đến dài hạn. Thì chúng ta nên có cái tư duy đó, và chúng ta cần phải hiểu rằng chúng ta đầu tư cái gì, chúng ta đang nắm giữ cái gì, thì chúng ta mới có cái khả năng mà đầu tư dài hạn. Với một người mà chỉ có nghe phím, chỉ có nghe chữ cái, chúng ta không biết dự án nó như nào, thì rõ ràng là khi mà giá đã có một chút điều chỉnh thì chúng ta đã hoang mang và chúng ta đã bán đi. Nhưng nếu mà chúng ta hiểu nó như thế nào thì chúng ta có thể tự tin với chính cái thứ mà chúng ta nắm giữ, để chúng ta có thể giữ nó trong dài hạn. Dù có mất tiền thì cũng biết là tại sao mình mất tiền. Dù là có mất tiền thì chúng ta cũng biết là lý do tại sao chúng ta mất tiền. Thì đó chính là cái tâm lý đầu tư mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Với ba các cái yếu tố mà bọn mình vừa chia sẻ ở đây, thì sắp tới bọn mình sẽ làm những cái series mà riêng biệt về những cái thông tin mà mọi người có thể cảm thấy sẽ hữu ích trong cái việc đầu tư của mọi người. Giả sử như về kiến thức tài chính thì bọn mình sẽ phân tích thêm về những các cái chỉ số, mà cách đọc hiểu các chỉ số đấy như thế nào. Bởi vì là cái việc mà tìm đến một chỉ số và việc hiểu với chỉ số rất là quan trọng, và nó khác nhau rất là nhiều. Bởi vì cái insight mình nếu mà nhìn ra nhầm ấy, thì thậm chí là cái quyết định đầu tư của mình còn sai lầm hơn. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là về tâm lý, bọn mình cũng sẽ phân tích tâm lý nhà đầu tư ở trong thời điểm hiện tại và ở trong tương lai, thì mọi người có thể có những cái mà nhìn nhận đúng đắn và có những dự báo của riêng mình. Và đến cái phần cuối cùng là cái phần tư duy về đầu tư, thì bọn mình hướng đến là tư duy đầu tư chung và dài hạn.
Thế nên rằng là những cái đầu tư của bọn mình đều dựa trên những cái phân tích cơ bản, và nó có cái yếu tố mà trung hạn và dài hạn rất là lớn. Có thể là trong ngắn hạn chưa ra lợi nhuận đâu, nhưng mà về trung hạn và dài hạn thì hầu hết là các cái bên đầu tư như các quỹ đều có lợi nhuận. Đấy là những cái trải nghiệm và những cái chia sẻ của bọn mình dựa trên kinh nghiệm cá nhân và những kiến thức của mình thu nhập được ở trên thị trường. Thì rất hy vọng là các bạn sẽ theo dõi kênh Cá Coi, subscribe kênh để mà xem những cái video tiếp theo của mình. Video đến đây đã dài, xin chào các bạn, hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Xin chào.